ăn một miếng đó được. Gọi là món gì vậy cô Phương? Đây lên đây nhậu nè. Ăn mỗi vừa thổi ra luôn. Thấy chưa? Tay dùng tay gì? Tay tay. Mượn cái dĩa đi. Nghe cái đàn nói nhớ là cái giò dê. Giò heo này thấy đẹp quá, chắc phải đem đi thầy coi sao chứ thấy. Buồn đẹp quá. Chưa cho con này nữa. Nhìn cái tướng giò buồn đẹp và chắc Nana phát tài này. Bạn ngàn mới chắc mà giờ nó bảo đủ. Đồ này đủ mới nó gặp. Mới chắc tới tiền. Cũng có khả năng là do ở đây nó sống á, sống là mình sáng mà sống quá. Yeah.